Ngày 13 tháng 7, Thượng tá Nguyễn Phước Sang, trưởng Công an huyện Châu Thành, An Giang cho biết, đơn vị đang thụ lý vụ tai nạn giao thông đường bộ hy hữu giữa xe khách Huệ Nghĩa và xe quân sự tông trực diện đang gây xôn xao dư luận. Trước đó, chiều ngày 12 tháng 7, xe khách Huệ Nghĩa chạy hướng từ thành phố Long Xuyên trên tuyến đường 941 về hướng Tri Tôn. Khi đến đoạn thuộc xã Cần Đăng, huyện Châu Thành, đã lấn sang đường bên trái, vượt xe phía trước, tông trực diện vào xe quân sự của quân khu 9 đang chạy từ hướng Tri Tôn về thành phố Long Xuyên. Sau cú tông trực diện của xe khách, xe quân sự đã bị hư hỏng nặng phần đầu. Trong khi đó, một số hành khách trên xe Huệ Nghĩa phải một phen bú vía. Theo Thượng tá Sang, may mắn vụ tai nạn không gây thiệt hại về người. Hiện cơ quan chức năng đang làm rõ nguyên nhân thiệt hại các bên liên quan.